À, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp cái công cụ thứ hai mà chúng ta thấy khá hay, đó là công cụ này đây. Công cụ này gọi là ruler tool. Chúng ta sẽ cắt hình cực kỳ lẹ, cắt hình và quay hình cực kỳ lẹ. Bằng cách như thế nào? Ta chọn đây, ta thấy cái hình này hơi bị nghiêng nghiêng. Chỉ việc mình cần chấm đang điểm thôi. Chấm đang điểm. Chấm đây nè, giữ luôn, kéo về phía này. Với anh ta vẽ theo đường chân trời của chúng ta đang có. Sau vẽ xong đường chân trời nha. Mình thấy nó hơi bị nghiêng nè. Chúng ta chỉ việc nhấn vào cái nút là straighten lên cái thôi. Tự động nó sẽ cắt ngay lại. Nó cắt ngay 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 hàng thẳng lối đây chúng ta nè. Sẽ làm lại cho quý vị coi thêm một lần nữa. Đây thấy bị nghiêng không? Để cho ấn tượng hơn tôi có thể làm như vậy. Đây bạn có thể thấy như này, mình thấy giả lập cho nó nghiêng nhiều hơn. Rất nghiêng nữa thì khác. Bây giờ tôi chỉ việc là lấy công cụ này, tôi cần vẽ theo cái đường chân trời của cái hình này thôi. Rồi tôi nhấn đây một cái, tự động ảnh sẽ cắt và ảnh quay lại cho mình. Đàng hoàng nghiêm chỉnh. Nghĩa là rất nhanh. Đó là công cụ là Ruler Tool kết hợp với cái tính năng này. Làm lại nha, chúng ta chỉ cần là vẽ, chọn công cụ này, vẽ một cái đường dài thế này thôi. Và nó sẽ hiện cái chức năng là lên, ta chỉ nhấn vào đây thôi là xong. Nó cắt lại cho mình. Đó là công cụ thứ hai tương đối mới. Nếu mà nói mới hoàn toàn thì cũng không phải gọi là mới hết, nghĩa là các phiên bản trước đã có rồi nhưng mà cách làm nó được nhanh hơn.